Nếu như người dân miền Trung đang phải trải qua đợt mưa lũ lịch sử kéo dài, thì tại một số địa phương miền Nam, người dân cũng đang chật vật vì chiều cường dâng cao, ngập khắp nơi. Đến sáng ngày 11 tháng 10, nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố Cần Thơ bị nhấn chìm, người dân phải sắn quần lội nước, đẩy xe chết máy bị bõm trên đường. Lực lượng công an, cứu nạn, cứu hộ cũng có mặt để kịp thời cứu giúp người dân trong đợt chiều cường này. Khoảng 6 giờ sáng, chiều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều Bình Thủy bị ngập. Theo ghi nhận, toàn đường mậu thân chìm trong biển nước. Nhiều người phải lội bì bóm suốt một đường dài để đi làm. Trong đó, hàng loạt xe chết máy phải dắt bộ do nước vào ống bô. Một người đàn ông mặt nhễ nhại mồ hôi đẩy chiếc xe chết máy chia sẻ. Năm nay nước ngập sâu hơn mọi năm. May là sáng nay trời không mưa. Nếu có mưa thì không biết ngập sẽ sâu đến đâu. Đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều bị ngập sâu nhất. Có đoạn ngập hơn nửa bánh xe máy. Cả tuyến đường này gần như bị cô lập bởi biển nước, hàng quán, cửa hàng nằm trên đường này không thể mở cửa vì ngập sâu chị Ngân nhà ở quận Ninh Kiều kể lại thấy đoạn đường ngập quá sâu tôi đã định quay lại đi đường khác nhưng không còn lựa chọn khác đi được một đoạn thì xe chết máy may mà được anh dân quân tự vệ để giúp đến đường Trần Minh Trọng nhiều nhà dân bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ nằm trên đường Trần Hưng Đạo bị nước tràn vào bác sĩ Dương Hoàng Vũ phó giám đốc bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ cho biết chiều cường dâng cao khiến nước tràn vào khu giường bệnh của bệnh nhân và khu X-quang bác sĩ Vũ cho biết nước tràn vào đến tận giường gây nhiều khó khăn cho bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, do nước ngập nên khu X quang cũng tạm ngừng hoạt động. Tại các đoạn đường ngập sâu, cán bộ cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ dùng xe chuyên dụng giúp người dân vượt qua những đoạn ngập. Lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, dân quân tự vệ có mặt tại các điểm nóng hỗ trợ người dân vượt qua chiều cường. Sáng nay, cụ ông Trần Hồng Phương 92 tuổi, ngụ tại quận Ô Môn, được người nhà chở xuống quận Ninh Kiều khám bệnh. Do đường ngập sâu, xe không thể chạy, Thượng úy Nguyễn Thành Thắng, công an phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, lập tức cõng cụ Phương vượt biển nước sang bệnh viện tim mạch để khám bệnh. Chị Trần Thị Phương Loan, con gái cụ Phương chia sẻ, nhờ được anh công an cõng giúp ba tôi sang bệnh viện tim mạch mà việc khám bệnh thuận lợi hơn, chưa đứng chờ tới nước rút không biết đến bao giờ. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đỉnh chiều cường cao nhất có khả năng ở mức 2,2m đến 2,25m, đạt đỉnh từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 những thông tin vừa rồi về tình hình chiều cường dâng cao ở thành phố cần thơ cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và gặp lại